Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của DL90 TV. Hôm nay mình xin phép cập nhật một số hình ảnh của dự án 500 kV Quảng Trạch đến phố nối, đoạn qua huyện Nghĩa Hưng và Hải Hậu của tỉnh Nam Định. Dự án khá dài nên mình xin phép chỉ quay một đoạn công trình gần khu mình ở. Trước tiên mình xin khái quát công trình để mọi người hình dung sơ lược của dự án này. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài Quảng Trạch đến phố nối gồm 4 dự án thành phần: đường dây 500 kV Quảng Trạch đến Quỳnh Lưu, đường dây 500 kV Quỳnh Lưu đến Thanh Hóa, đường dây 500 cấp bếp nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 đến Thanh Hóa và nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 đến phố nối. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến phố nối có tổng chiều dài khoảng 519 km, đi qua địa bàn 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên với tổng số 1.177 móng cột, tổng mức đầu tư khoảng 22.300 tỷ đồng. Đây là dự án quan trọng trong cung ứng điện nói chung và truyền tải điện của Việt Nam nói riêng. Việc hoàn thiện dự án sẽ giúp tăng công suất truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc từ 2.200 MW lên 5.000 MW nhằm giải quyết vấn đề cung ứng điện cho miền Bắc đang gặp rất nhiều khó khăn, cấp bách. Có chuyên gia đã ví von nếu như đường dây 500 kV mạch 1 là cuộc hành quân Nam tiến để đưa điện từ Bắc vào Nam thì lần này, đường dây 500 kV mạch 3 lại là cuộc hành quân Bắc tiến đến đưa điện từ miền Nam, miền Trung ra miền Bắc trong bối cảnh nguồn cung bảo đảm điện cho miền Bắc cao điểm mùa nắng nóng gặp nhiều khó khăn. Hình ảnh mọi người đang xem là công trường thi công tại xã Nghĩa Phong của huyện Nghĩa Hưng. Các cột đã hình thành và được gấp rút hoàn thiện kịp tiến độ đề ra. Hình ảnh được cập nhật ngày 12 tháng 6. Đến cuối tháng 6 mình sẽ tiếp tục cập nhật. Mọi người đang theo dõi là công trình thuộc xã Hải Đinh của huyện Hải Hậu. Đây cũng là nơi có dự án nhà máy nhiệt điện Nam Định được xây dựng. Người có thể nhìn thấy ngoài các cột 500 kV thì có thêm hai cột màu xanh, mình phỏng đoán nhằm phục vụ cho thi công nhà máy nhiệt điện. Mọi người xem video nhớ like và đăng ký kênh để cùng cập nhật các vấn đề của Hải Hậu nói riêng và Nam Định nói chung nhé.